Vậy là anh Fanny đi. Hả? Fanny hoặc là anh đi. Chị Thiện. Thiện lên trước đi. Chị Thiện bên đây. Em lên. Nữa hả? Ai lên trước? Anh lên trước luôn đi. Ai hỏi đi. Đợi đi. Đợi đi. Sâu xì đi anh ơi, anh kỳ quá. Hồi nãy ai lên trước? Anh mắc cười quá. Ai biểu nhượng. Cười quá. Hai. Tưởng theo luôn phiên. Đâu có theo được. Hai ba. Dừa. Ủa hai ba. Hai ba. Hai ba. Cắt dừa. Chi tiết đến với chương trình nhanh như chớp. Hoàn thành câu sau, đi một ngày chấm, học một chấm khôn. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Chính xác. Vậy, đàn trong câu trên nghĩa là gì? Đàn tức là đường. Thế giờ, đi tức là đi ra thế giới á, nghe đi đường á. Đường nó gần nghĩa là đường nhất. Vậy, sàng trong câu trên nghĩa là gì? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Chữ sàng này có G. Tức là nó là cái kinh nghiệm suy nghĩ rồi gọi là kiến thức. Không chính xác. Nó là cái gì? Vậy nó là cái gì? Sàng là gì? Sàng là một dụng cụ đan bằng tre. Dạ. Ở ngoài quê người ta dùng để người ta sàng gạo, tức là gì? Ngày xưa không có máy xay lúa. Dạ. Người ta mới giã. Ta giã thì gạo và cái vỏ lúa gọi là trấu. Thì người ta sàng. Sàng xong thì gạo nó sẽ dê về bên đây. Và cái vỏ lúa nó về bên đây thì người ta vũ thì nó rớt ra. Và có một loại sàng nữa là người ta sàng để chi? Để những cái hạt cát hoặc là cái hạt đá nhỏ xíu nó rớt xuống, còn lại là gạo. Sàng khôn tức là chúng ta đi ngoài đường nhiều, đi ra thế giới chúng ta học nhiều, những điều tốt đẹp chúng ta giữ lại và những điều xấu chúng ta bỏ đi. Sàng đó là cái sàng, sàng đó để sàng lọc tất cả những điều chúng ta muốn học, gọi là sàng khôn. Khó. Kể tên năm nguyên liệu trong món chè bà ba. Chè bà ba là cái màu trắng đúng không ta? Có đường nè, chắc chắn sẽ có đường nè. Có đậu gì ta? Đậu xanh. Hai. Rồi có cái bột để nó đặt lại là mẹ hay làm là gì ta? Bột năng. Năng. Không, chính xác. Bột năng là không có. Bột năng là để làm gì mọi người biết không? Làm cho nó sệt là sệt, đúng rồi. Em nghĩ là cái đó sệt nhưng chè này không sệt. Em không biết cái chè đó mà cho nên nãy giờ em đoán đại không, chắc chắn là có nước cốt dừa nè, đúng không? Đường là chắc chắn có nè, nước cốt dừa. Nãy hồi nãy thế nào có khoai lang hoặc khoai mì nè, đúng không? Rồi em không biết cái chè đó cho nên em không biết rằng khoai lang hay khoai mì. Dạ. Kể tên năm loại bún không ăn với nước lèo. Quá dễ. Năm loại bún không ăn với nước lèo. Bún thịt nướng. Một. Đúng rồi. Bún chả cá. Không, chính xác. Bún chả cá là phải có nước lèo. Bún. Trời ơi, bún thịt nướng nè. Bún mắm nem nè. Sai cái chỗ bún chả cá. Bún tôm nè. Bún thịt xào nè. Mới hai câu à. Thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh nào của nước ta? Quá dễ. Thành phố Cẩm Phả. Cẩm Phả. Đây là một trong bốn thành phố thuộc một tỉnh. Bây giờ em sẽ nói, em không biết nhưng mà em nói cái tỉnh là lớn nhất mà em biết là tỉnh Đồng Nai. Nói chung là đáp án lần này là Quảng Ninh. Tiếp tục nào. MV của ca khúc nào Mỹ Tâm đóng chung với Mai Tài Phến? MV của ca khúc nào Mỹ Tâm đóng chung với Mai Tài Phến? Đâu chỉ riêng mình em. Ôi, không chính xác. Đáp án là Đừng hỏi em, nơi mình dừng chân. Đừng hỏi em, nơi mình dừng chân. Đúng rồi. Đừng hỏi em vì sao. Đúng rồi. Không, biết cái bài đó nhưng mà không có nhớ tựa. Không nhớ tựa. Mỹ Tâm sao ra. Em cũng có nhớ cái đó không à. Sao? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong chữ đường cái, sông cái, cột cái thì cái có nghĩa là gì? Trong chữ đường cái, sông. Sông cái, cột sông cái. Sông cái hả? Là chữ sông S hay gì? Không. Sông. Sông cái. Cột cái. Cột cái. Ừ. Đường cái. Cái có nghĩa là gì? Đường cái, sông cái, cột cái thì chữ cái đây có nghĩa là gì? Nghĩ là nó là cái đường chính á. Đường chính thì sao?
to. To, chính xác. Bình tĩnh lại thì. Rồi, đây lại. Ông Thuật Liều năm nay 60 tuổi đi thả thính bà Harry 58 tuổi. Hỏi tại sao ông thả thính thành công? Đố chữ. Ông này, ông gì? Ông Thuật Liều. Ông Thuật Liều. Khoan, từ đây nghe. Cho ông Thuật Liều. Ông Thuật Liều. Thả thính là dính liền. Ông Thuật Liều thả thính. Ông Thuật Liều. Ông thật liều là yêu thật lòng. Đúng rồi, ổn quá. Như vậy là Chí Thiền đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Quý vị ơi, Chí Thiền vừa rồi bị một thế lực vô hình nào đó là áp lực của sự chiến thắng đè nén nên không mang về nhiều đáp án liên tiếp. Chúng ta cùng gặp gỡ lại thần đồng ít nói Lê Dương Bảo Lâm. Em nè. Chỉ cần số 3 là đội mình thắng và bước vào vòng đặc biệt cũng như là đêm bán kết. Dạ, câu đầu dễ không? Dễ. Dễ, dễ quá dễ hả? Cảm ơn mọi người. Lên đi mọi người ơi. Hai phút dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Hoàn thành câu sau. Đi một ngày .. học một .. khôn. Đi một ngày đàn học một sàng khôn. Lên. Vậy chữ đàn trong câu trên có nghĩa là gì? Đàn là đường. Lên. Vậy sàng trong câu trên nghĩa là gì? Thì đó là cái là cái sàn đó. Lên. Không biết cái sàn. Đây ở dưới quê. Đúng rồi, em muốn dịch ra câu này. Ông bà ta là có cái câu là đi một ngày đàn học một sàn khôn. Ví dụ như em tham gia chương trình này, em được những chị em biên tập giúp cho những cái câu hỏi, giúp em càng ngày càng lụm lặt được những cái kiến thức vào não của em. Cũng như anh Giang cũng vậy. Đó, gặp gỡ mọi người. Tức là mình sàn. Cái này ngu, cái này ngu. Đục nè, khôn, trụng dao, đúng không? Chính xác. Kể tên 5 nguyên liệu chính trong món chè bà Ba. Ăn chè bà Ba chưa? Rồi. Kể. Phải lan. 1. Phải bì. 2. Phải môn. 3. Nước được tính không? Ba. Nước. Có chứ. Nước. 4. Đường. 5. Lên. Dưa. Lên. Dưa. Dưa. Em muốn trái tim. Nồi. Lửa. Bà Ba nữa. Bà Ba nữa. Phải mặc áo bà Ba nấu mới ngon. À vậy. Mặc áo dài nấu ngon. À vậy. Kể tên 5 loại bún không ăn với nước lèo. Không ăn nước lèo. Bún thịt nướng. 1. Bún chả giò. 2. Bún xào. 3. Bún thịt xào. 3. Bún bún đậu mắm tôm. 4. Bún nước tương. 5. Trời ơi. Lên. Trời. Cái bún nước tương đó là nó làm mình thèm ghê lắm nha. Đúng rồi, bỏ đường bỏ vô ớt đó. Vô nữa. Ăn với tàu hũ chiên giòn, chắc chia leo rau thơm trộn lên. Nói chi nổi da gà luôn. Và tiếp cho anh ơi, đưa em lên đỉnh cao danh vọng đi anh. Mình trò chuyện đâu tốn thời gian. Đúng rồi, mình thắng mà. Muốn ăn đổi MC à? Thôi ăn, không ăn. Nhờ đó. Câu này chắc không biết đâu. Đâu? Thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh nào của nước ta? Rồi xuống đi. Một cái tỉnh mà có 4 thành phố nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Không à, là nhà Huế. Xuống. Quảng Ninh. Có 4 thành phố là Uông Bí, Cẩm Phả, Hạ Long, Cẩm Phả và Hà Long. Mong cái. Em không thích thi nữa. Sao vậy? Thắng rồi. Đêm thi mệt. Em bị mệt. Đêm dưỡng sức. Thời gian chưa hết. Mọi người thi. Em dưỡng sức. MV của ca khúc nào Mỹ Tâm đóng chung với Mai Tài Phấn? Chị Mỹ Tâm lụt râu, anh phên mỉm cười. Chị Mỹ Tâm trượt chân, anh phên băng bột giùm. Tên gì? Đứng đây là cái tên đó. Đừng hỏi em vì sao. Không. Đừng hỏi
đi sao? Đừng hỏi em gì nha. Đừng hỏi em gì luôn. Đừng hỏi em gì hết. Đừng hỏi em gì hết. Đừng hỏi em gì hết. Lào lào. Không chính xác. Đừng hỏi em. Trong chữ đường cái, sông cái, cột cái thì chữ cái có nghĩa là gì? Cái có nghĩa là mẹ. Cái có nghĩa là mẹ. Thì ý là cái ở dưới quê dân gian gọi là vậy đó. Nhưng mà cái từ chính xác là gì? Bự, bự. Bự đúng. Ở dưới lên, ở dưới quê á gọi là cái là lớn. Ông thật liều. Ông gì? Ông thật liều. Ông thật liều. Cái tên ông vậy. Năm nay 60 tuổi. Thả thính bà Harry 58 tuổi. Hỏi tại sao ông thả thính là thành công? Đối chữ. Thật liều là liều thật. Ông liều quá, ông phải chịu thôi. Không chính xác. Ủa gì kỳ vậy? Ông thật liều. Không thật liều. Ông thật liều. Ông yêu thật lòng. Đúng. Trời ơi, tại vì anh đọc bị lỡ đó. À vậy hả? Đổi FC à? Thôi anh, được, em chịu được. Hãy đọc hai câu tiếp theo của câu ca dao. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. Anh đi anh nhớ quê hương, nhớ canh mẹ nấu nhớ thương em dùm. Không chính xác. Rồi em không biết, em đọc đại vậy. Vừa rồi mới chế. Mới chế. Câu tiếp theo. Như vậy là Lê Dương Bảo Lâm mang về 5 đáp án liên tiếp chính xác. Yeah.